Xin chào mọi người, mình là Bình, hiện tại mình đang sống ở Hà Nội. Màu em chọn là màu đen và màu đỏ. Dạ, tính đến nay thì em đã làm công việc đại lý bảo hiểm được 2 năm. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì vì nó xuất phát từ một cái điều đó là ba em đã làm một trong những đại lý đầu tiên của Prudential, đến nay là năm thứ 22 rồi. Cho nên rằng là nếu mà nói rằng là một trong những cái vấn đề đầu tiên em biết khi mà em bắt đầu nhận thức được đó là vấn đề về bảo hiểm thì cũng không có gì để nói quá cả. Rất là nhiều những cái hoạt động của cái ngành bảo hiểm nhân thọ này đã phải chuyển sang cái trạng thái làm việc là 100% online. Do đó rằng là bản thân em thì cũng đã phải nghiên cứu có nhiều cái cách để mà hỗ trợ cho khách hàng được phù hợp hơn. Là một đại lý bảo hiểm á, thì cũng không nên làm một cái người mà luôn luôn mà đẩy khách hàng vào cái tình trạng rằng là họ nghĩ rằng là mình đang bán hàng cho họ. Tức rằng là cái việc mà chia sẻ cái này á, thì nó cần cái sự tinh tế để mà làm sao mà người ta cảm thấy rằng là họ không đang bị bán hàng, thì nó sẽ làm cho tất cả mọi người cùng thoải mái hơn, và cũng như rằng là cố gắng xây dựng cái hình ảnh của mình rất là nổi bật và thân thiện nhất từ trên mạng xã hội. Và những cái nội dung mà mình chia sẻ thì nó liên quan đến rất là nhiều vấn đề khác nhau, ví dụ như là cuộc sống hàng ngày, những cái vấn đề tích cực và những cái vấn đề mà liên quan đến bảo hiểm, thì mình luôn luôn nghĩ ra một cái content nào đó nó độc đáo và nó gây cái sự là thoải mái cũng như là cái sự là chú ý cho người đọc. Hiện tại có rất nhiều người mà họ tham gia hợp đồng từ ngày xưa và họ bị bỏ rơi, không được chăm sóc, để mà có thể lấy lại được cái niềm tin của họ cũng là một cái vấn đề thách thức. Thì với ngành bảo hiểm nhân thọ thì đạt MDRT nó sẽ là một cái minh chứng cho việc là thu nhập của bạn tốt, là cái ý đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai đó rằng là khi mà đạt MDRT á, thì có thể một năm thì có thể là may mắn, nhưng mà nó có những cái cao hơn, ví dụ như là MDRT trọn đời hay là MDRT thế kỷ vân vân và vân vân, hoặc là hai danh hiệu cao hơn là COT và TOT. Thì nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta có thể duy trì cái việc đó nó một cách ổn định được nhiều năm liền, thì nó chứng minh cho cái đẳng cấp của người đại lý bảo hiểm, cái sự tin tưởng của khách hàng. Nếu chúng ta không có khát vọng thì chúng ta sẽ rất là dễ đầu hàng chứ khó khăn. Về cái vấn đề sự sắc bén, thì cái sự sắc bén này nó để cho chúng ta có sự thích ứng nhanh chóng đối với một cái ngành mà thay đổi một cách chóng mặt như cả cái ngành bảo hiểm thọ. Thì nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không thể thích ứng được thì rõ ràng rằng là chúng ta sẽ rất là dễ bị đào thải trong ngành này. Các bạn luôn luôn các bạn phải có cái lòng tin rất là lớn ở bản thân mình. Các bạn phải có cái niềm tin rằng là mình có thể làm được, thì cái điều đó mới có thể thành sự thật được. Hãy tìm ra những cái chiến lược, những cái đặc điểm riêng của bản thân mình để luôn luôn đi đầu xu hướng, cũng như rằng là để đem đến những cái giải pháp tối ưu nhất cho cái khách hàng của mình. Tại vì như bản thân em thì em luôn luôn xác định rằng là em là một trong cái người bạn thân thiết nhất đối với những cái người khách hàng của mình. Qua những cái biến cố mà nếu mà không may mà xảy ra trong cuộc đời họ, thì luôn luôn có mình ở bên cạnh để mà mình gắn bó, động viên, chia sẻ, cũng như rằng là giúp họ đạt được những quyền lợi mà công ty đã cam kết trong hợp đồng. Thì những cái điều đó em nghĩ rằng là những cái điều mà chỉ có những người bạn bè thân thiết, thậm chí rằng là những cái người thân trong gia đình thì mới có thể làm được cho nhau. Tôi làm được, bạn cũng vậy.